ngày 14 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022. Đồng chủ trì cuộc họp, ông Lê Trung Hiếu, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang, ông Phạm Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tại cuộc họp phòng kinh tế thành phố châu đốc đã báo cáo tiến độ tổ chức ngày hội mắm châu đốc an giang đặc sản các vùng miền năm 2022. Ngày hội mắm châu đốc sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường phường châu phú a và các tuyến đường thủ khoa nghĩa chi lăng bạch đằng phường châu phú a thành phố châu đốc. Thành phố Châu Đốc có 3 cơ sở đăng ký gian hàng trưng bày và bán sản phẩm, tái hiện chế biến mắm tại gian hàng thực hiện trưng bày, biểu diễn tại các gian nhà, tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực của bốn dân tộc Kinh, Trăm, Hoa, Khmer. Thành phố Châu Đốc chịu trách nhiệm gian hàng dân tộc Kinh với 20 sản phẩm, gian hàng dân tộc Hoa với 25 sản phẩm. Gian hàng ẩm thực lẩu mắm và bún cá có 6 gian hàng, bao gồm mắm các loại, khô cá tra phòng, các sản phẩm đạt ô cấp, chương trình mỗi xã một sản phẩm, đăng ký tham gia gian hàng cùng tỉnh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A đã thông báo đến các hộ kinh doanh trong khu vực diễn ra ngày hội tạm ngưng hoạt động để trả lại mặt bằng cho ban tổ chức. Hiện các đơn vị điện lực, xí nghiệp điện nước, xí nghiệp môi trường đô thị thành phố, tiểu bang lễ tân, hậu cần, khánh tiết, dân động phục vụ ngày hội đều thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng về thời gian thi công, dàn dựng các gian hàng, nhận được các mặt bằng, được các ban ngành Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A hỗ trợ thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhìn chung công tác chuẩn bị ngày hội mắm châu đốc được địa phương thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra hiện các đơn vị tiểu bang đang khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp thông qua ngày hội nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng ẩm thực đa dạng phong phú của an giang và nét đẹp văn hóa truyền thống của bốn dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa sinh sống tại An Giang, đồng thời giới thiệu khẳng định thương hiệu đặc biệt hương vị mắm châu đốc của dùng sông nước miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước.